Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2023, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, tổ chức lễ tôn dinh và trao danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc những nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, hình thành chuỗi sản xuất đa giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong số 100 nông dân xuất sắc, có một nông dân tỉnh Trà Vinh đạt doanh thu cao nhất tới 140 tỷ đồng một nông dân ở thành phố Cần Thơ được nhận danh hiệu là ông Phạm Văn Lơ ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành công với cây nhà đo nghịch vụ, với thu nhập gần 500 triệu đồng một hecta một năm. Tại lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn những cá nhân tập thể tiêu biểu được tôn vinh sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, giúp đỡ thêm nhiều nông dân khác dừng lên làm giàu chính đáng. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp thành công để chung sức cùng cộng đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.